đấy, nó bảo cháu là toàn bộ cột đường gỗ lim thì cháu mới phải chạy chạy từ Hà Nội vào đây. Nếu mà hôm nay mà toàn bộ cột đường gỗ lim cháu mua luôn, nhưng mà cột nó lại lẫn nhiều gỗ mà nó lại bị mọt này, không không làm gì. Cao thật nhỉ, cột cái cao 5m3, lên đến nóc này, thử xem lên đến nóc này bao nhiêu. Năm mét tám, năm mét tám lên đến nóc, suýt 6m đấy. Mà chiều dài này là 17m, 17m phủ bì đấy nhỉ cô nhỉ? Đến không? 17m phủ bì không? Có một cái gian này làm ban công thì nữa dài nhỉ? 17m mà tính từ ngoài này vào đây nó phải 10m đấy. Cho thử đo xem nào, đây ngoài hiên này. Chín mét nhân 17m, 160m2, to khủng khiếp nhỉ. 160m2 này cô ạ. Chỗ này mà không có đất rộng thì không dựng nổi đâu. 160m2 cộng với cả cái chỗ kia là 3 5 15 15m2 nữa là 175m2, gần 200m2 đấy. Gần 200m2 đấy. To thật. Này mà làm cái quán bán hàng thì nhất rồi. Đây. Cột bị mọt. Mấy cái cột bị mọt. Tiếc quá. Nhà này. Dạ vâng. Này mà mấy cái cột này mà không mọt thì. Đấy, để cháu nghiên cứu xem các bạn là vào xem mấy cái cột này nó bị mọt này. Nó. Ở đây cô có gỗ thay không? Ở đây cô có gỗ thay được không? Thay lắm. Vâng. Đây này, đấy. Mấy cây này là mọt này. Cây này mọt này. Đấy. 1 2 cây xà mọt. Cột mọt mất một cây. Một cây thì đi xem quanh quanh nha. Đây 2 cây. Cột này mọt này. 2 cây mọt đó. Cơ bản cái gỗ này nó chắc là nó có rác hay sao chứ gỗ mà mười mấy năm thì mọt làm sao được cô? Nếu mà lim mới sến đúng của nó thì chả việc gì. Đây là như những cái cây này mà đã không bị thì 100 năm nữa cũng không bị. Đấy. Còn cây nào bị là nó bị luôn. Đấy, cây nào rác là dính luôn. Còn những cây mà không dính thì muôn đời chả bao giờ nó bị cả. Còn cái đèn nào nữa, cô bật cho cháu cái đèn lên cái. Cô bật cho cháu cái đèn để chỗ nào cháu bật cho đây đúng công tắc đây đúng không? À. Bật lên cái để cháu quay video cho ông anh cháu xem mà. Đấy. Rộng nhỉ. Yeah. À đấy thì đấy thì mới bảo xem xong rồi mới tính phương án xem là thay thế sửa chữa như nào. Dạ vâng. Dài 17m, sâu 9m. Cột cái đường kính khoảng đây. Cột này chắc là 40. Cột này đường kính chắc khoảng 40 đây. Đấy, đường kính khoảng 40. Đa số là gỗ sến này, bây giờ phải trèo lên trên này kiểm tra cho nó là gỗ gì. Sến, tất gỗ sến. Chủ nhà báo là tất gỗ sến. Đấy. Rất là rộng luôn. 170m2. Cột thay mất. Rồi, cây này mọt này. Cây này mọt, mọt hết ở trên. 3 cây cột rồi. Thay mất 3 cây cột. Đồ bên trên thì chưa thấy nó đùn ra. Đấy. Cây nào mà đã mọt là mọt luôn, còn nếu mà không mọt thì nó rất là bền. Đây như những cây này nó nục nạc này thì rất là bền này, không hiện tượng gì cả. Đấy, như những cây này không thấy hiện tượng gì cả. Nếu mà anh em nào mà mua về mà làm quán bán hàng thì cũng tồn tại được. Kể cả những cây mọt này phải tồn tại được 10-15 năm nữa. Còn nếu mà nó chưa nói đến kể, nếu mà thay hết thì nó còn thiên nhiên vạn đại luôn. Ôi, tối thế này nhỉ? Ôi, giờ hơi rồi, tối quá. Ai da, to thật. 180
80m2, 175m2 đấy. 5 gian. 5 gian cộng với cả một gian lồi ở đây. Đây chỗ này có một cái gian lồi làm cái như kiểu cái ban công, cái sảnh ở đây. Đấy, một gian lồi này. Đấy, một gian lồi. Đấy, một gian lồi ở đây. Tổng thế nào? 1 2 1 2. Rất là to. Rất là to luôn. 1 2 3 4 1 2 3 4. 1 2 3 4. 4 4 16. 16 cộng cả 1 2 3 4 5 6. 28. 30 cột. Tổng 30 cột. Đấy, tổng 30 cột. Cột cái đường kính 40, cao 5m3. Đấy, cột quân này phải 30 33. Khủng khiếp nhỉ. Rộng thật. Rộng thật đấy. Tiền kẻ hậu kẻ. Tiền kẻ hậu kẻ. Nhà này nếu mà dỡ thì chắc là phải dỡ bằng máy cẩu cơ. Cột to ấy. Đấy, những cây này mà không bị mọt thì lại bền đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, một số cây bị mọt bực ghê. Cây này hơi mọt tí này. Hơi mọt ở trên tí. Đấy. To thật. Đây. Sâu 9 mét, dài 17 mét phủ bì. Đấy, gọi là sâu 10 mét thì là 170 mét vuông. Chưa kể cái lan can kia. Nhà gớm thật. Nhà gớm thật mọi người. Quá gớm luôn. Gớm ghiếc thật. Khung nhà to hoành tráng thế đi. Mỗi tội gỗ hơi kém. Gỗ mà đẹp thì hay quá. Như cái cột này mọt mẹ rồi. Đấy. Đấy. Mọt nó đùi ra đấy. 4 cây cột mọt. To nhé. Tiếc đứt cả ruột. Mẹ nhà này mà không mọt thì. Nhà này mà không mọt thì thôi giời lượm ơi luôn. Đổ bên trên này mà nó không mọt thì đến giờ này nó cũng không bị làm sao cả. Cây nào mọt là mọt rồi. Cây nào mọt là mọt rồi. Khủng khiếp. To khủng khiếp. Xến này. Gỗ xến này. Ây chà. Thử kiếm cái thước đo vanh cột bao nhiêu. Đấy. Này một tay không đo vanh cột được rồi. Giờ hơi nhỉ. Một tay không đo được vanh cột. Ứng chừng kiểu này. Ứng chừng kiểu này sẽ nào. À, ở dưới chân thì mà 34 thì ở trên bụng này nó phải gần 40. Gần 40 đấy mọi người. Đấy. To rộng khủng khiếp. Ây chà. Quá khủng khiếp. Mỗi tội bị mọt này. Trời ơi. Mẹ nhà này không bị mọt thì hôm nay mình xuống tiền luôn. Đặt cọc luôn. Mọt mỗi mấy cây cột. 4 cây. 4 cây cột phải thay. Cây này thì bị một tí. Tiếc nhỉ. Nhà to này mà mọt. Làm cái nhà này bây giờ xin tiền công ấy. 400-500 triệu tiền công. Ít đâu. Mọt tí quá. Ôi trời. Tiếc nhỉ. Nhà này mà không mọt to tiền.
Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nhá. Nhà này mình sẽ nghiên cứu lại chủ với giá cả với chủ nhà. Mọt nhiều quá này, không làm ăn gì được anh em. Mọt nhiều quá. To thì to lắm đấy, nhưng mà mọt này tiếc, về phải thay mấy cây cột. Hay là anh em xác định nào mà về đầu tư thay cột thì mình sẽ giới thiệu cho anh em vào lấy cái nếp này. Ok. Đó. Cảm ơn anh em đã xem video của mình nhá.